Chào mừng các anh chị và các bạn lại đến với những bài học kinh doanh của Nguyên Lê Channel. Tiếp tới cái một hôm bữa là mình có 5 cái tip để thành công khi mà mở quán cà phê. Thì lần này là tập thứ 2 thì mình sẽ nói một cái vấn đề hết sức quan trọng, đó là tiếp thị. Tiếp thị chúng ta được hiểu là tiếp là tiếp cận, thị là thị trường, tiếng Anh thì gọi là marketing. Nhưng mà khi mình nói tiếp thị thì cái phạm trù nó rất là lớn. Hôm nay mình sẽ gói gọn nó trong phạm vi là làm sao để tiếp cận được khách hàng của mình một cách nhanh nhất. Các anh chị biết rồi, các anh chị ngạc nhiên lắm, thấy cái quán kia, sao cái quán nó đông vậy? Rồi sao cái quán nó vắng vậy? Bật mí với các anh chị và các bạn là cái quán đông là bởi vì nó đông, và cái quán vắng là bởi vì nó vắng. Cho nên ở đây chúng ta được hiểu là cái cảm xúc, cái ấn tượng ban đầu nó rất là quan trọng. Nó vắng cho nên nó vắng luôn. Chúng ta bước qua một cái quán mà thấy không có ai thì chúng ta có bước vô hay không? Còn chúng ta bước qua một cái quán đông thì sẵn sàng chúng ta sẽ bước vô. Vậy thì khởi đầu làm sao để chúng ta làm cho cái quán của mình được đông ngay từ ngày đầu tiên? Đó chính là một cái giải pháp cực kỳ hợp lý. Để chúng ta phải có những người đầu tiên thì chúng ta mới có những người thứ hai. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Để được cái quán đầu tiên thì chúng ta phải nêu được cái nét đặc sắc nhất của mình. Nhớ nha, càng ít là càng nhiều, mà càng nhiều là càng ít. Các anh chị và các bạn chỉ nêu từ 1 tới 2 cái nét đặc sắc thôi. Và chúng ta hay được gọi đó là cái điểm mấu chốt. Nó giống như bạn không cần biết cái ổ khóa nó bự chừng nào, nó chắc chắn chừng nào, nhưng mà chỉ cần một cái chìa khóa mà nó khớp vô thì chúng ta mở được. Vậy thì cái ổ khóa đó là gì? Ổ khóa đó là chính là nhu cầu của khách hàng. Và chìa khóa đây là gì? Chìa khóa là điều của chúng ta có. Điều chúng ta có và nhu cầu của khách hàng khớp lại với nhau, mở ra được thì chúng ta mở được đường đến trái tim của khách hàng nhanh nhất. Đừng có nói nhiều, khách hàng không có muốn nghe nhiều về bạn, họ không có nhiều thời gian để nghe chúng ta nổ. Tôi có cái này, tôi có cái kia, kệ anh có cái gì đó là chuyện của anh. Tôi chỉ cần biết tôi đang có nhu cầu đó và anh có cái đó, mà nó đặc sắc và nó fit lại với nhau, mở được cánh cửa tới trái tim thì người ta sẵn sàng chi tiền cho các bạn. Ha, nguyên tắc nó là attraction, có nghĩa là phải thu hút. Với interesting, thích thú thì người ta mới khao khát và người ta action, người ta hành động. Còn nếu chúng ta không có được cái giây phút đầu tiên trọng đại như thế để kết nối được, làm cho người ta thích thú, không có fit được cái nhu cầu thì coi như là chúng ta thất bại hoàn toàn ngay thời điểm ban đầu. Cho nên là phải nêu được điểm đặc sắc và nhớ 1-2 điểm mà thật cốt lõi và thật mấu chốt. Và điểm thứ hai là nói về giá cả. Thì mình không nhớ rõ là mình đọc chính xác cái từ này ở đâu, nhưng mà đồng tiền nó luôn luôn có một cái giá trị. Nếu như các anh chị nhớ cái câu này, những gì không mua được bằng tiền á, thì mua bằng rất nhiều tiền. Và ngược lại, những gì không bán được bằng giá cả thì bán bằng giá rất là rẻ. Mình bán đúng giá trị, nó mua thì bán rẻ thì chắc chắn người ta phải mua. Cho nên cái chiêu thức của mình để cho khách hàng quan tâm với mình thì đừng có khuyến mãi mà cái kiểu mà nhơi nhơi nữa, quất luôn, quất giống như mà một liều kháng sinh vô là phủ đầu liền tức thì. Có nghĩa là khuyến mãi thật mạnh, mua thật mạnh, một tặng một nó mới có ý nghĩa. Đừng có khuyến mãi mở khai trương khuyến mãi 10%, 20%, không là gì cả. Chúng ta phải chơi một tặng một, là một liều kháng sinh. Để đừng có đánh 10% không đủ, đánh 20% không đủ, đánh 50%, đó gọi là hiện tượng bị lờn thuốc, không bao giờ có hữu hiệu. Mà vô là phải quất phủ đầu liền, làm cho choáng váng liền. Có nghĩa là chúng ta phải làm một con số thật ý nghĩa mà người ta không thể chối từ. Chúng ta đừng có sợ hớ, hớ là khuyến mãi như vậy, khách hàng mua nhiều mình lỗ. Đừng có như vậy, tính toán với khách hàng không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp. Thoải mái với họ, thả ra nhiều lên, phải cho trước nhận sau mới là người kinh doanh các anh chị và các bạn. Thì nhưng mà trở lại, chúng ta có thiệt hại gì không? Không, chúng ta không có thiệt hại gì hết. Bởi vì nè, nguyên tắc của ngành F&B á, thì cái chi phí cost của cái sản phẩm của bạn á, nó chỉ có 30% thôi. Rồi các bạn mà một tặng một thì coi như các bạn cũng mới tăng cái cost lên 60%, không có ăn thua gì hết. Nó còn chưa hơn phân nửa chút xíu, chúng ta vẫn còn dư cái khoảng thời gian, còn dư cái khoản lợi nhuận để chúng ta bù đắp. Rồi chúng ta phải chơi tới như vậy. Còn đồng thời nữa, nếu mà chúng ta không làm vậy thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Ví dụ các anh chị bán hàng không được thì chi phí mà các anh chị bán không được thì các anh chị thiệt hại tiền mặt bằng, tiền nhân viên. Thì nội cái thiệt hại đó, một tháng
các anh chị thiệt hại rất là lớn. 3 tháng mà các anh chị không có khách là các anh chị dễ dàng phá sản. Trong khi đó, những tháng đầu tiên chúng ta cần muốn hệ thống của mình vận hành cho chua chẻ thì chúng ta phải khuyến mãi để có lượng khách tăng, để chúng ta biết được những cái rủi ro dự phòng cho những ngày tháng về sau. Và đồng thời chúng ta bỏ tiền marketing kiểu đó thì làm sao? Chúng ta đã gắp một cái định vị vào trong đầu khách hàng một cách chắc chắn, vị trí của mình ở đó rồi, không bao giờ là lỗ cả. Và thứ hai là chúng ta lợi là chi phí thời gian cơ hội của chúng ta bị được rút ngắn lại. Thay vì phải 3 tháng mới có khách thì chúng ta có khách liền và chúng ta mang lại cái quê vốn liền tức thì trong tháng đầu tiên, còn hơn phải chịu trận 3 tháng mà lỗ. Thì mình nghĩ cái khuyến mãi của mình luôn luôn mình áp dụng là khuyến mãi phủ đầu, đánh như một liều kháng sinh chặt ngay tức thì, làm cho khách hoàn choáng váng và không thể chối cãi, không thể chối từ được. Đó là cái chiêu của mình. Rồi, thứ ba, nói về quán cà phê nữa thì giống như người ta hay giang hồ hay có câu là trâu đi tìm cọc chứ không thể nào cọc đi tìm trâu. Mà mình mở qua cái quán cà phê thì giống như cái quán mình mà nó cố định ở nơi mình là cái cọc. Mà cái cọc làm sao tìm được con trâu được? Chắc chắn chúng ta không thể nhổ cọc đi vòng vòng. Cho nên làm sao để khách hàng biết đến mình? Bằng cách giống như mình nói rồi, phải làm tô lên cái nét đặc sắc của mình, làm cho cái khuyến mãi. Và đặc biệt như thế này nữa các anh chị và các bạn, đó là tiếp thị với những người xung quanh mình. Chúng ta cứ xa vời đâu mà khuyến mãi từ lưa từ la, thông tin rồi rải từ lưa từ la, mà trong khi những người gần như mình mà lại không quan tâm. Ngay hàng xóm của mình không quan tâm. Người ta còn nói một câu là bán bà con xa mua láng giềng gần mà, thấy không? Khách hàng bạn bè nó xa lắm, nó không có tới đâu. Những người xung quanh đây mới quan trọng. Mình mở cửa hàng mà ông kế bên mình cũng không thèm qua mời chào họ một tiếng nữa. Con mới khai trương chú, rồi mai qua ủng hộ con ấy. Người ta cần một lời mời. Người ta rất cần một lời mời. Bạn đâu phải nhân vật nổi tiếng đâu mà đợi cái tôi là ai, cái người ta nhảy vô tôi mua đồ của mình. Không bao giờ nha. Họ cần một lời mời. Sự khiêm tốn, sự khiêm nhường, sự vui vẻ, sự chân thành của mình luôn luôn mang lại một kết quả tốt đẹp. Chúng ta phải mở miệng mời, và đặc biệt với những người xung quanh, bằng tờ rơi, bằng trực tiếp. Nhiều khách lắm, các anh chị các bạn phải nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì nó là một cái con đường ngắn nhất, hữu hiệu, mang lại cái sự tiện lợi nhất. Bởi vì mình không có nhổ cái neo mình đi đâu xa. Người ta phải tới với mình bằng cách là mình phải tỏa sáng, mình phải chân thành, mình phải open mình ra thì người ta mới tới được. Rồi, cái thứ tư nữa là mọi người ở marketing thì mọi người hay bị một cái vấn đề là luôn luôn cũng nghĩ tới cái ấn tượng đầu tiên, nhưng mà bằng cách là làm cho mình hoa hòe đẹp đẽ, ráng chụp cho một bức hình thật đẹp, ráng làm cái gì cũng muốn đẹp trong mắt mà mọi người hết, nó muốn là ấn tượng đầu tiên là phải perfect, hoàn hảo. Nhưng mà thiệt ra khách hàng họ dễ lắm, họ không phải nhìn mình đẹp là họ ưng đâu. Đôi khi cái sự chân thành của mình nó mới quan trọng. Dạ, khả năng còn chỉ mới có điểm xuất phát là 1 thôi. Chứ mình khả năng mình 1, mình đừng có nhảy lên tới 10. Bởi vì khi bạn lên tới 10 á, là ngày mai bạn đuối. Đuối là sao? Mình không còn đủ khả năng để bước lên mức 11. Ngày mốt mình không có đủ khả năng mình bước lên mức 12. Thì mình chỉ cứ tuột dốc dần dần. Các anh chị thấy mà, các bạn thấy có những quán khai trương ra hoành tráng lắm, và sau 1 tháng, 2 tháng bắt đầu rụng. Mình thấy kiểu đó là nó không có hay. Mà mình phải làm theo kiểu là mình có sao mình để y chang cái bản chất tự nhiên của mình. Mình đừng có làm hơn cái khả năng của mình. Khả năng mình 10 thì mình làm 4 thôi, 3 thôi, để làm chi? Để mình còn dụ trù sức lực của mình, để mình bước từng bước, từng bước, từng bước, từng bước lên. Ngày hôm nay phải hơn hôm qua, mà ngày mai phải hơn hôm nay. Thì khách hàng họ cảm nhận được rằng bạn này có tiến bộ. Mình lắng nghe khách hàng ở trong vấn đề sản phẩm, cung cách phục vụ, lắng nghe hết để mình cải thiện từng ngày. Họ sẽ quay lại bởi vì sự chân thành và lắng nghe và cải thiện của chúng ta, chứ không phải mở ra để chứng tỏ ta ở điểm này. Và ta ở điểm này thì chỉ có rớt từng ngày theo năm tháng thôi. Mình chưa thấy ai định vị mình cao mà sống sót, định vị mình thấp, nhưng trong lòng khách hàng nghĩ mình cao, thì đó mới là một cái điểm an toàn nhất. Giờ các bạn ạ, đây mình nghĩ riêng về vấn đề tiếp thị là tiếp xúc với khách hàng. Làm sao làm? Phải làm khách hàng thích thú. Chưa nói gì thích thú. Và còn một điểm cuối cùng nữa, đó là chốt hàng. Nó có công thức AIDA, có nghĩa là ai là attracting,
chữ A là attracting, chữ I là interesting là thích thú, chữ D là desire là bắt đầu họ khao khát, và cuối cùng nữa là action có nghĩa là họ quyết định mua hàng. Thì cái mấu chốt ở cuối cùng chúng ta có làm marketing nào thì phải chốt hạ được một cái gọi là quyết định mua hàng. Thì trong cái khâu quyết định mua hàng thì các anh chị anh làm sao làm đừng có rắc rối mà rất rối rắm mà phức tạp. Muốn mua phải gọi qua ABC, hay là muốn bán phải gọi qua ABC, nó phức tạp cho khách hàng. Chúng ta phải có nhiều kinh để tiếp nhận cái thông tin. Zalo có sẵn sàng cái Zalo để nhận thông tin, điện thoại di động sẵn sàng để nhận, điện thoại di động Messenger để nhận cái Messenger. Và nên nhớ cái người mà tiếp nhận thông tin bán hàng á là phải thực sự chuyên nghiệp. Cái đó các bạn phải bố trí một người để nhận thông tin, chỉ cần nghe hơi qua điện thoại thôi là người đó phải biết khách hàng đang muốn cái nhu cầu gì, và nhớ tên khách hàng ngay trên điện thoại, nghe cái giọng là biết anh A, anh B, anh C, để mình đưa một cái sản phẩm tới cho họ giống như hồn hoa hồng mua. Thì đó là cách giữ chân khách hàng hay nhất, bởi vì mình hiểu khách hàng đến tận đường tơ kẻ tóc. Đừng có nghĩ xa vời, hãy nghĩ tới những người xung quanh của chúng ta. Quán cà phê là những người xung quanh chứ không bán cà phê là những cái gì nó xa vời đâu. Các ngay các anh chị và các bạn, cái chuyện giao tiếp khách hàng thì các anh chị đừng có ngại là mình phải làm cái hình ảnh ban đầu nó đẹp đẽ liền, mà chúng ta cứ phải đừng có nghĩ tới chuyện chuyên nghiệp liền, thuê thợ mướn về quay thật đẹp rồi sao thì nó lỗi thời chứ sao, trong thời gian ngắn nó sẽ lỗi thời. Chúng ta sống bằng cái thực lực của mình, sống bằng cái khả năng thực của mình, đừng có vẽ quá, đừng có nổ quá. Mình có một nó một là hai mình nói hai. Thì có những cái video bây giờ công nghệ nó dễ lắm, các anh chị mua ai cũng có cái điện thoại chứ không cần phải mua đó, bởi vì là cái giật bất ly thân rồi. Bây giờ mình cầm cái điện thoại để mình quay những cái clip nhỏ hay là chụp hình những cái công việc mà mình làm hàng ngày, công việc mình làm hàng ngày rồi khép kết nó lại rất đơn giản. Các anh chị chỉ nhớ một câu, có đã là hơn không có, chứ đừng có phải có mà phải đẹp mới chịu không. Chúng ta làm viral, chúng ta làm giao tiếp khách hàng chỉ là sự chân thành, có làm sao làm vậy. Hôm nay là cái món dẫn chẳng hạn như món bạc xỉu đá xay của mình là một món rất là hot đi, mình hướng dẫn với anh chị các bạn xay làm như thế này, thế này rất đơn giản, nhưng mà đó là cái kinh mình giao tiếp với khách hàng để thể hiện rằng mình có làm và khách hàng trải nghiệm cái sản phẩm của mình rất dễ đơn giản thôi, chứ đừng có nghĩ tới là hình ảnh nó phải đẹp, phải cầu kỳ, phải bắt mắt. Bởi vì các anh chị giữ gìn cái diện mạo mà nó không phải là tự nhiên thì nó còn rất là tốn kém. Rồi, mình sẽ còn làm thêm một tip thứ 5 nữa là tip về không bí mật không nói. Mình sẽ hẹn các anh chị vào tuần sau, và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng là cái tip này sẽ cởi mở cho các anh chị và các bạn cách để mình làm hình dung về cái làm marketing. Như vậy thì nó đơn giản như vậy thôi, đừng có quá cầu kỳ. Chúng ta có quyền từng bước cải thiện hình ảnh của mình, không có phải là perfect liền, không phải hoàn hảo liền, không bao giờ có điểm hoàn hảo. Điểm hoàn hảo là ngày hôm nay, hơn hôm qua là chúng ta đang vươn tới nó rồi. Chúc anh chị và các bạn một ngày thật vui vẻ, đừng quên nhấn like, subscribe và theo dõi kênh mình được phát sóng vào 19 giờ thứ năm hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.